who knew I would make it this far. They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. That of me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the nigga. Đây rồi, như lời hứa với anh em thì tôi đã mượn được những con hàng pháo thủ ở đây. Cũng khá khá những con hàng pháo thủ, và tôi sẽ test cho anh em xem một con. Ở đây, nào, hôm nay tôi sẽ test cho anh em một con thôi. Vì tôi sẽ làm giống như kiểu cánh chim lạ, thay vì là tôi test tất cả các con cùng một lúc thì nó sẽ không kiểu không nổi bật lên được. Nó sẽ không nổi bật lên được nên là tôi sẽ test một con thôi. Một con nhá. Ok, số này đi, tôi sẽ chọn số này, tôi sẽ làm tất cả những cầu thủ pháo thủ nhá. Mùa 2-3 test. Ok, số này tôi quyết định là tôi sẽ như vậy. Ok, chúng ta sẽ đến với một dàn 2-3 test của pháo thủ. Lỗi tại ai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Còn ai nhỉ? Xin phép anh em chuyển luôn sang xuyên bác anh em chuyển luôn sang pháo thủ luôn. Một lời hứa với em Đức fan pháo thủ rồi. Một lời hứa với anh em là tôi sẽ dùng các cầu thủ pháo thủ ở mùa giải mới để test cho anh em xem và ra một video. Thì hôm nay tôi sẽ xin phép là được thực hiện cái lời hứa đấy. Đó, mặc áo Arsenal luôn cho nét. Arsenal, đội bóng tôi yêu. Làm gì sao lại Macho này? Này, có phải ông hiểu vậy? Cái gì sao lại Macho ta? Ờ, đá hay không? Vào đá biết ngay, có phải Macho không mà. Binh 20, khả năng đúng rồi. Cái quả 3-1 Macho là sao ta? Trong lối đá là biết ngay mà, đá kém kém ấy, hiệp 1 mà thua ở 2-3 quả thì chắc là đúng là anh Hiệp rồi. Khả năng đúng anh Hiệp đấy, lối đá này giống giống ấy. Phú Thành à? Phú Thành đã tên Macho hâm mộ à? Saliba. Em ăn đẹp trai hơn thầy Tabi đã chán flex nên đổi tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tên này ok chưa thầy? Sao hai quả trung vệ của Arsenal này vừa vào, hai quả trung vệ Arsenal này cứ hơi bìu díu nhở? Cảm ơn cho cũng gì nhở? Mong thấy cháu Balogun đánh đầu thành bàn. Úi dồi, đánh đầu thành bàn đây là khó đấy. Thôi được rồi, cố gắng hết sức. Balogun, úi dồi, Balogun bị... Úi dồi ôi, bị con Rudiger nó đá cho một đá bay mấy vòng luôn à? Đá cho một đá mà bay mấy vòng này thì chơi bời cái gì nữa? Ôi dồi ôi! Meruni đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, thầy chỉ bệnh ca chạy giúp em với ạ. Cảm ơn Meruni nha. Ok, cứ gửi vào fanpage Tabi Tuấn Anh giúp thầy. Trời ơi, đá có bóng đấy mà Balogun đúng nhở? Rồi, Martinelli! Đâu phải tự dưng Martinelli lên tuyển Brazil đâu anh em, đâu phải tự dưng. Đây rồi, Martin. Boy for Sporting đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quay lại cái. Ôi thầy mặt cười. Bắt hộ. Nope. Bắt hộ. Balogun. Cảm ơn em Đức nhá. Em biết ngay thầy sẽ thích Arsenal của em mà. Không phải, thầy không thích. Em chờ ngày này lâu rồi, đội bóng mạnh nhất nhì thế giới thời điểm hiện tại chào đón một người fan như thầy. Xứng đáng vô địch C1 và ngoại hạng Anh mùa tới. Không, thầy không thích nhá. Thầy không thích nhá Đức ơi. Đấy. Không thích nhá. Cảm ơn Tubing nha. Thầy quên cháu Saka 23 TOS của em à. Thiếu mất, thiếu sót luôn mà. Nope. Thiếu sót, ok, tí tôi ra tôi mua bù luôn, tôi bù cho anh em luôn, mua bù vào luôn. Zinchenko một bàn 10k, hy vọng thầy sẽ thích Arsenal hơn. Nope. Trời ơi, tôi bắt đầu mê nhá. Tôi bắt đầu mê nhá. Thầy có viết bảng không em tặng thầy bài hát, khi thầy viết bảng bụi phấn đào. Nope. Cái gì mà bụi phấn đào vậy? Kiên trợ lý video bụi phấn đào của chúng tôi này, Gabriel. Tabi 10.000 đồng. Hello thầy, lần đầu tiên em donate cho thầy mà công nhận không khí bên này sôi động thật. Lại có giảng viên chọc những pha ra nước thế này nữa. Cảm ơn Kiên nhá. Mê cái cách thầy khiển đội bóng con cưng của e. Lại chống gì lại của em rồi, lại của em rồi. Của thầy nhá, đội bóng con cưng của thầy nhá. Đừng bảo của em nữa. Saliba bắt chết rồi béo. Bắt chết rồi béo luôn. Được chưa? Saliba 2-3 tiết này đúng con quái vật thực sự. Cree đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Cree. Nghe nói ông thầy mới đi lấy em may bách độ body Mazda đúng không mặt ôi, cười. Quá đâu em ơi. Cản tin đồn nhảm. Zamba tin đồn nhảm đấy, ông tin à? Tài em thủ nhá, giữ DM ở đây, kệ nó còn truyền, nó phải truyền. Ôi giời ơi. Bây giờ mình bắt thoải mái. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kệ nó. Em gửi ạc qua FB rồi nha thầy, mong thầy dạy dỗ lại các con trong ạc em dùm ạ. Ok, em. Nó có làm gì đâu mà. Đấy, nope. Chỉ ghi được bàn thôi chứ nó làm được gì đâu. Chỉ ghi được bàn thôi mà. Và thủ kỹ đấy chứ, thủ cũng kín phép mà.
Số không ai kèm Odegaard trêu tôi à? Nope. Còn đội trưởng Arsenal này có vấn đề nhá. Ôi giời ơi. Cay thế nhở? 4N đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Ui, cảm ơn Brian nhé. Nhớ mang máng nope. Thầy hứa làm clip Phạm Quang Núi một cuộc tấn công giả. Ai giả? Ok ok, cảm ơn Brian nhá. Thầy sẽ có video để giải cho Brian, hứa luôn. Trúng quả bóng. Đấm luôn. Ôi giời ơi. Tuấn Anh đang ôn thi sát xuất thống kê đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ghê. Mắt lác này. Đó, trưởng mắt lác. Chuyển của mắt lác này. Cái nhãn quan của một người được ăn tập chuyên nghiệp nó thế đấy. Nó như thế đấy. Mắt lác này, nhìn bên chuyền bên này. À. Ok. Gì mà ghê, không đừng bao giờ nói những quả như vậy ghê cả. Tôi làm hàng ngày. Nó giống như công ăn cơm đấy mà. Ngày công ăn hai bữa không ai bảo ôi ăn cơm ghê đấy nhở. Giỏi thật đấy. Ôi làm hàng ngày mà. Em Đức giấu tên 096 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mà cái chiến thuật Tabi Bo của thầy lúc đầu em tưởng bình thường mà đá vô hay phết thầy nhỉ, không nghĩ thầy thông minh với hay thế. Cái đầu, hôm nọ cái đầu, đá theo chiến thuật ông Hiệp Tim Tom mà chả ra gì. May quá em tin thầy hơn, thầy ra chiến thuật thủ mới cho em học nhé thầy ơi. Thủ có trong đấy rồi mẹ. Em cảm ơn thầy, thầy Ly. Cái gì mà thầy Ly được, cái đá chiến thuật thầy Ly chỉ có xuống thôi em ạ, không ở lên được, đá chiến thuật thầy Ly chỉ có đi xuống. Bukayo Saka. Bukayo. À, Saka. Ủa, con này đắt lắm. Con này sao mua được, con này 500 mà tôi chịu chuột rút. Tôi tưởng con này khoảng 170-200 thì tôi mua cho anh em, khoảng 500 tôi chuột rút luôn. Chuột rút. Té. Nào, tiếp tục có mấy con phấn nào đây. Nào, tôi sẽ test hết tất quả những quả phấn này. Từ từ tôi xem quả Odegaard này xem nào. Ủa, chân 3, chân 5 ở Odegaard tôi không cải thiện cho lên chân 4 thì không được nhỉ. Ngoài đời chân phải đâu đến nỗi đâu. Đó. Ngoài đời đâu đến nỗi đâu anh em. Sao không làm tí mà lên chân 4 nhỉ? Ôi giời ơi. Đóng học đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chân 3 phế rồi. Lần đầu donate. Cảm ơn đóng học nhé. Cảm ơn bạn. Uầy, tôi xem nào. Ba lô găn này chả có gì đặc biệt. Đấy, trung bình, chân 5. Nói chung chỉ có tốc độ thôi, còn lại chả có gì đặc biệt cả. Bình thường. Gabriel Martinelli. Martinelli một bộ chỉ số rất là ổn cho một người đá cánh nhá, rất là ổn luôn đấy. Rất là ổn cho một cầu thủ đá cánh. 358 ok, tốc độ cao. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Vị trí được. Livestream vui vẻ. Cảm ơn bạn, 358 nhá. Zinchenko thì mình đang hơi gò nó ở vị trí DM chứ thực chất là Zinchenko này nên đá ở LB. Nhưng thực chất là kể cả cho đá CB cũng được mà. À không, con này không đá, con này thể hình bé lắm. Con này giỏi lắm cho đá DM thôi. Khả năng cho đá DM thôi. DM vì các bạn là có chuyền bóng và dây bóng khá là tốt. Ơi. Em Đức giấu tên 096 okay. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hai bộ trung vệ. Odegaard số 10 hay nhất thời điểm hiện tại trên thế giới. Anh em kênh chat đồng ý cho tôi số 8, thầy thì đương nhiên đồng ý rồi không phải bàn. Ok ok em ơi, ok. Với thể hình trung bình 1m95 đẹp nhờ có Saliba này thì đẹp thật. Trung vệ thì không ai người ta để ý chân mấy cả. Nguyễn Minh Tuyến đã donate cho okay, Tabi 10.000 đồng. Lấy bóng 180 cơ. Man đần rồi thầy xúc ảo mấy con hàng Boho E viewer được cô thầy không thầy được, Tabi. Em ơi, không được em ơi. Ui lấy bóng con đang gọi là kèm người 122 mà lấy bóng 130 cơ. Hay quá nhở. Cứ bóng ngọt phết đấy. Tôi thấy mấy quả cứ bóng ngọt. Chạy khá là ổn này. Tu Bina xúc Mazda đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Không. Cháu Saka đắt quá thì thầy có thể mua cháu Lacazette. Được, được, tí nữa tôi sẽ test anh em. Tôi quên mất là không mượn full đấy luôn, mượn full quả tim phấn đào luôn mà. Cướp bóng 130 là kinh mà. Giám đốc sở đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Zinchenko. Tôi đã đi thanh tra và xem xét cách dạy của thầy. Tôi đánh giá cao cái cách dạy tâm huyết và có lửa trong từng trận đấu, những pha chuyền chọc ra nước, những cú sút cháy lưới. Tôi tự hào vì ngành giáo dục mình có người thầy giỏi như thầy. Thầy Tabi không bằng thầy Ly. Ôi giời ơi, Gabriel này sắp để lọt quả vừa rồi nhở. Ở mấy ông phấn này giết tôi đi. Thủ lọt quả đấy là chết rồi. Mấy ông này mang vào giải, nó lọt quả đấy là tôi là niệm luôn đấy. Ủa cho thằng đần Balogun ở trên chạy chỗ nhìn ngu thật đấy. Thằng Balogun này chạy chỗ nhìn ngu thật, không chuyển được luôn mà. Rồi tìm cái chỗ ban bật đã, tìm chỗ ban bật nhanh tí nào. Đó. Nhanh tí nào, Zinchenko này. Nhanh tí nào, Balogun. Nope. Làm sao có thể duy trì mức danh siêu sao với quả ba lô găn ở đây.
Tôi vẫn quyết định là tôi vẫn quyết định bằng mọi giá là phải giữ quả Balogun lại trên sân này. Nope. Tốc độ là một cái điểm trừ của cặp trung vệ Arsenal, tốc độ là một điểm trừ. Thầy ơi, em fan phấn đào nhìn mấy con hàng 23 TS này nứng quá, thầy cho em mượn nick để test the C không ạ? Em đứng cái gì hả em? Đá như thế, con Gabia nó đá như thế, nứng cái gì hả em? Đó. Cái nick này không cho mượn được nha anh, không cho mượn được. Ui, con Gabia này trông nhìn. Không có cầu thủ yếu, chỉ có ba Logan đúng thầy, đúng chính xác luôn em ơi, chính xác luôn đấy. Nó chạy mà không chuyển luôn, nó chạy bí luôn mà. Mất là lấy quả AI của ai? Chắc lấy AI của Tabitha anh là cái gì mà làm sao mà được như thế hả anh em? Làm sao mà được như thế hả anh em? Cần em như anh cần đỏ đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Cần em như con anh cỏ cần bay đồng. Là bay la bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng suốt mình trắng nõn như bông gió xuân thỉnh thoảng bợp lông cò đần. Cần em như anh cần đò à? Sao bây giờ cái giữa bóng đá nó nghĩ ra nhiều cái tên nó lạ nhỉ? Nghĩ ra nhiều cái tên lạ thật đấy. Ủa chạy khó chưa? Balogun xem nó chạy nào. Nó chạy mà không chuyển luôn mà. Odegaard này cứ bị bắt chân trái là không đá của gì, không biết đá của gì luôn. Đấy, cứ bị bắt chân trái là tịt, chân phải có 3 mà. ZD cái, ok. Bây giờ người đội trưởng mới lên tiếng. Renny fan Sa Tị đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mấy thằng cầu thủ này báo thật thầy ạ, báo phui. Nó lên tiếng rồi đấy nhá, nó lên tiếng rồi đấy, đội trưởng bây giờ lên tiếng. Quay về cái, rồi. Ui. À còn Rai mà đúng không? Arsenal này còn đích năng Rai HG cũng được, đã giữa ok. Được, Balogun. Sút thẳng luôn thì sao, có bắt được chuyền ra, nó sút thẳng luôn mà. Saliba ok, Saliba đứng vị trí chuẩn. Đó, đứng vị trí rất chuẩn, tốc độ cũng ở mức trung bình, không phải quá thọt, nhưng Gabian thì thọt quá. Gabian thể hình đẹp nhưng mà hơi thọt về mặt tốc độ, cũng như là dễ bị vặn sườn, xoay sở hơi chậm. Balogun này thôi, Balogun này đá cho nó vui thôi. Chân trái Odegaard. Ôi giời ơi. Chân trái ma thuật. 838 đã donate cho Tabi 10.000. Ma thuật. Tại vì Arsenal này trước khi phải đá đúng là phải đá quả cai như đạo luôn đấy. Phải đá quả cai như đạo, Balogun này không được. Bộ trưởng bộ quần áo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. M10KKITM, mấy thằng có PUBG 99 ở FIFA truyền thống nó làm bố thật trong game này toàn chấn bé đù là sao thế thầy? Game này cũ rồi mà, game này sao so với truyền thống được, game online nó cũng cũ rồi mà. Zinco mà cứ dâng lên tấn công kinh thật. Zinco đá DM mà cứ dâng lên tấn công này. Khả năng phải đá một con trụ tốt để cho thằng Zinco này xâm nhập lên được. Vì các bạn cái bộ chỉ số tấn công của Zinco nó cũng rất là ok. Martinelli. Martinelli nope. Ra ngoài. Zinco. Nope. Em ơi thằng này không chạy luôn để phản công, nó không chạy luôn để phản công. Mày. Sao? Dâu chấm hết. Dâu chấm hết dành cho đội tuyển Anh. Kim rung động vì nụ cười của em đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ơ thầy ơi, thầy lân đi đá Odegaard đần thế mà vào tay thầy thành con người khác ạ, em sẽ mua con hàng này để build team Na Uy. Build team Na Uy á? Ông thầy xúc ảo này đá đội trưởng tuyển Na Uy. Thầy Lee Harry. Thầy Lee vào đá con này đần quá mà sao thầy đá hay vậy? Thế là thầy ở đây là ai? Xong lại là thầy Lee Harry là thế nào? Sao câu từ nó rối răng ấy nhở? Thằng Balogun này nhìn điên thế nhở, nhìn điên tiết, nó cứ đứng im luôn đấy. Zinco, trời ơi Zinco. Ok, cảm ơn em Tune nhá, cảm ơn em. Niệm rồi, niệm. Đầu ra. Rồi. Hay lắm. Balogun sở trường ngoài của nó ngoài đời là đá một chạm đấy, sút một chạm á. Người bé tí nhưng mà lại phong cách làm tường. Zinchenko cứ khen à, Zinchenko cứ khen nó. Ôi trời ơi. Meruni đã donate cho Tabi 10.000 đồng trừ một phụ winner sao nope. Thầy lại bảo nốt mấy ván thầy vô dạy lại các con của em mà thầy kêu nghỉ là sao về thầy. Em ơi mệt rồi, mệt rồi.
Mệt rồi. Đó. Em Long fan Arsenal 20 năm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy khiển Arsenal như này thì tối em mất ngủ. Zinchenko chịu khó chạy chỗ nữa, cái thằng Balogun không hiểu là như nào. Đi đâu, đi đâu? Man bật gớm ấy nhở? Nope. Man bật gớm ấy nhở? Ghê đấy chứ. Ba lô găng, không được. Mê cái cách thầy đá với các con đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Chúc thầy ngủ ngon. Ok, cảm ơn em nhé, cảm ơn em. Nè. Rodri. Búa của FD mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi. Ri4N đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Ui, cảm ơn Brian. E-op đây thầy. Ủa. Nhớ chưa mai Phạm Quang Núi một cuộc tấn công giả nhé thầy. Ok, cảm ơn thầy, cảm ơn Brian nha. Cảm ơn em. Đá có bóng mua được gáp. Đá có bóng đấy mà con vợ gãy hết sườn luôn mà. Ui, đá bóng gãy hết sườn. Đội trưởng Arsenal lên tiếng luôn. Chân ba. Balogun ơi, lên đi. Balogun ơi, sim ở đấy. Sim ở đấy. Sim ở đấy, Balogun. Rồi, ok. Ok, gõ đều nào. Đó, sim ở đấy. May quả đấy người ta bắt Netflix. Người ta coi thường thằng Balogun. Đó. Coi thường Balogun trả giá luôn. Clip này khả năng video làm mất khoảng 5 tiếng á. Làm kỹ mà. Soi từng từng động tác một. Làm kỹ luôn đấy. Hai. Hai. Ý tôi là Saliba cắt bóng hay thật. Đoạn nào chê em cắt hết rồi. Ôi trời ơi. Em Đức giấu tên 096 đã đưa nét cho Tabi 10.000 đồng. Nope. Đó. Làm ơn. Làm ơn cho được cắt sút. King Kong. Hiêu lưu dưới. Đúng. Tôi đọc vị luôn mà. Bắt trước luôn ấy. Trông giống này. Ôi trông giống lắm này. Được xin đừng ai chê, xin đừng ai chê Balogun, tôi xin đừng ai chê cả. Tất cả những cái lời chỉ trích xin phép tôi nhận về. Đó, lời khen dành cho học trò của tôi. Xin phép anh em đừng ai chê Balogun của tôi cả. Đừng ai chê. Bật bóng đúng tinh đá, đúng bóng, đúng tinh thần Arsenal, trận bóng đúng tinh thần Arsenal luôn mà. Tục tưng. Tục tưng Balogun ạ. Ui. Trái tim luôn, chưa, vẫn chưa thua Công Sơn, vẫn chưa chịu thua Công Sơn một lần nào. Lần nào cũng là kịch bản thua trước hai quả gỡ 3-2. Đó. Ba dồ càng. Rồi ba dồ càng. Lâm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thép. Con vợ Odegaard này chuyển thôi đừng sút. Đó, sút được mà, sút chân trái ngon mà chân phải không sút được. Giống tôi mà. Trái vừa rồi sao sút góc hẹp vậy thầy. Pha này nhá, ở tình bóng bóng cuối 100 người ra siêu sao đều sẽ di gôn bên này hết. Đó, đều di gôn bên này hết. Thấy chưa? Đều sẽ di gôn bên này, hách não nhau thôi. Chứ không ai là không di của này, tôi khẳng định luôn là trên mức danh siêu sao không ai là không di của này cả. Di một nhịp thôi là chết rồi. Di một nhịp là chết rồi. Ok, bye bye anh em. Cảm ơn anh em nhé. Đây là lời hứa của tôi dành cho anh em fan Arsenal là clip này. Đó, là clip này.